cưới vợ ích kỷ. Em ơi, anh đã đón được anh Quốc rồi. Từ nay anh ấy sẽ sống cùng vợ chồng mình. Các người phải coi bạn ta không khác gì ta. Cơm nước hậu hạ không được bê trễ. Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. Em à, Quốc là người thân nhất trong đời anh. Nếu không có Quốc, chắc anh không sống nổi để gặp được em. Khéo, bạn với bè, tự dưng lại rước một người vô công rồi nghề về ở nhà mình. Cậu đừng ngại, nhà mình cũng là nhà cậu. Hãy sắp xếp đồ vào phòng cho anh Quốc. Dạ vâng ạ. Thôi, mình chỉ ở chơi với vợ chồng cậu vài ngày thôi, thế là vui lắm rồi. Không được, khó khăn lắm mình mới tìm được cậu. Cậu phải ở đây sống với mình. Ngày xưa khó khăn là thế, cậu vẫn còn chia sẻ được cho mình. Huống hồ bây giờ, cậu xem, mình đã là một ông chủ nhỏ có kẻ hầu người hạ. Cậu phải để mình thực hiện lời thề xưa của chúng ta chứ. Cậu lợi hại thật, mình chưa lần nào thắng được cậu. Vì mình luôn nắm được sơ hở trong mỗi nước cờ của cậu. Không dưng lại tha về nhà một cái cục nợ. Ăn không ngồi rồi, chễm chệ trên giường cao, cơm rượu mỗi ngày hai bữa. Kìa em, sáng ra đã có chuyện gì khiến em bực mình sao? Chẳng phải bố già, không phải khách nợ, ở đâu lại rước về ăn no rồi lại nằm, bảo em không bực mình sao được. Em à, có chuyện gì vợ chồng mình nói với nhau. Quốc là người có tự trọng, khó khăn lắm mình mới đón được cậu ấy về nhà mình. Tự trọng? Thôi thôi, liệu mà tống khứ đi. Cậu đừng để bụng, chắc hôm nay có chuyện gì đó bực mình nên cô ấy giận cá chém thớt ấy mà. Ừ, mình hiểu. Nhân à, mình biết cậu rất tốt và lo lắng cho mình, nhưng mình nghĩ mình không nên ở lại đây nữa. Cậu, mình sẽ quay lại với nghề dạy học như trước đây, thi thoảng bọn mình gặp lại nhau. Không được, mình không thể để cậu đi. Mình xin lỗi, mình không muốn là nguyên nhân gây ra mối bất hòa giữa vợ chồng cậu. Cậu quên lời hứa có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu của chúng ta rồi sao? Mình vẫn nhớ, nhưng nếu vẫn còn nhớ thì cậu hãy sống cùng mình. Mình chỉ cần thế thôi. Mình phải đi, nhất định mình phải đi. Mình không thể để gia đình cậu ấy tan vỡ vì mình. Nhưng nếu ra đi mà để Nhân biết thì không tiện. Mình xin lỗi. Nếu Nhân nhìn thấy khăn áo mình ở đây, cậu ấy khắc sẽ nghĩ là mình đã chết. Như vậy, cậu ấy sẽ không phải mất công sức đi tìm mình nữa. Cậu đang làm gì thế? Đi ra ngoài với mình có chút việc nhé. Quốc! Quốc ơi! Cậu ấy đã bỏ đi. Quốc ơi! Quốc ơi! Quốc ơi! Đây chẳng phải là áo của Quốc sao? Mình đã làm hại cậu rồi. Chắc cậu ấy đã bị cướp giết. Nhưng cậu ấy ra đi không một xu dính túi thì lấy gì mà cướp? Chắc cậu ấy bị hùm beo ăn thịt hay đi lạc đâu đó trong khu rừng này. Mình nhất định phải tìm được cậu ấy. Quốc! Quốc ơi! Quốc! 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 Tất cả là lỗi tại mình. Mình thật quá quá. Ngày mai nhất định mình phải đi tìm họ. Mình ơi, mình ở đâu?
Mình ơi, mình ở đâu? Quốc, 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 Quốc. Câu chuyện của những đôi giày. Ôi, đôi giày màu xanh mới đẹp làm sao? Thôi, nhìn ngắm gì nữa con. Ở nhà có mấy đôi giày vẫn còn rất tốt mà. Cho con mua nốt lần này nữa nha mẹ. Lần trước, con cũng hứa là mua đôi cuối cùng. Nay lại đòi mua nữa. Nhưng con thích lắm mẹ ơi. Nếu có nó, con hứa sẽ học tốt hơn. Con sẽ vâng lời ba mẹ. Thôi muộn rồi, đi về thôi con. Bà đặt điều kiện nữa. Không chịu đâu. Mẹ mua cho con đi mà. Đúng là chứng nào tật nấy. Có giày mới rồi. Mẫu này hôm qua mình mới thấy trên tivi. Mình mà đi đôi này tới sinh nhật thằng Tí ngày mai, chắc tụi nó sẽ ghen tị lắm. Chào cậu. Ôi, chào các bạn. Mình là giày xanh. Các cậu đều là bạn của cậu chủ hả? Đúng rồi, nhưng... đã từng thôi giày xanh ạ. À, mấy hôm nay cậu ấy không thèm ngó ngàng tới tôi, cả tháng nay ấy chứ. Thôi, các cậu đừng buồn, cậu chủ đều yêu quý, mới đem chúng ta về làm bạn. Mình nghĩ ai cũng sẽ được cậu ấy yêu thương như nhau thôi. Cậu không biết đâu, rồi một ngày cậu cũng sẽ như chúng tôi thôi. Cậu chủ sẽ vứt vào một xó, để bụi và chẳng bao giờ dùng đến chúng ta cả. Mình không tin, vì dù sao, tớ cũng là mẫu hiện đại nhất, mới nhất, đẹp nhất. Rồi cậu xem. Mình sẽ mua đôi giày đỏ kia, mẫu mới nhất đó. Phải về xin tiền mẹ luôn mới được. Các bạn ấy nói không sai. Thôi, cậu đừng buồn. Tính tình của cậu chủ luôn là vậy mà. Dù sao thì cậu còn có chúng tớ là bạn. Có chuyện gì vậy các cháu? Sao giày xanh lại khóc thế? Bác đồng hồ ơi, cậu chủ không còn thích cháu nữa. Cậu chủ bỏ rơi cháu rồi. Cậu ấy cũng không cần chúng cháu nữa. Cậu chủ nói tủ chật rồi thì sẽ vứt chúng cháu đi. Cậu chủ hết yêu thương chúng cháu rồi bác đồng hồ ơi. Sao có thể bỏ những đôi giày đáng yêu như các cháu đi được chứ? Cậu Mít này đúng là cá thèm chóng chán. Bác phải cho cậu ta một bài học mới được. Bác đồng hồ, bác giúp chúng cháu thật chứ? Bác giúp thế nào được? Ta là đồng hồ cổ mà, cũng có chút gọi là năng lực siêu nhiên. Đợi cậu ta về đã, ta sẽ cho các cháu xem. Mẹ đi đâu mãi chưa về nhỉ? Để mình còn xin tiền mua đôi giày đỏ kia. Lỡ người ta mua mất, mình chán ngấy cái đống giày cũ này lắm rồi. Ôi, cái đồng hồ bị chập mạch rồi. Mới có 3 giờ chiều, tự dưng lại kêu ầm ĩ. Chịu hết nổi rồi. Có chuyện gì thế này? Cậu chủ, cậu không cần đến chúng tôi nữa phải không? Cậu muốn bao nhiêu đôi giày nữa thì mới đủ. Nếu không cần chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ đi. Từ hồi nghỉ hè đến giờ, cậu còn nhớ tôi không? Tôi hàng ngày vẫn theo cậu đến trường, đi trên hành lang cùng bạn bè, nói cười ríu rít. Còn tôi từng đồng hành với cậu, giúp cậu sút những quả bóng trúng khung thành. Tôi bước lên bục nhận giải cầu thủ nhí xuất sắc trong sự tung hô của bạn bè. Còn tôi từng theo cậu chạy nhảy trên đồng cỏ mênh mông, đuổi theo những cánh diều. Cậu đã từng rất vui vẻ và sảng khoái. Tôi rất vui vì đã đem đến cho cậu sự thoải mái và vui vẻ đến vậy. Còn tớ, mới đây thôi, đi cùng cậu tới bữa tiệc sinh nhật, giúp cậu hãnh diện trước sự trầm trồ của lũ bạn. Thế mà giờ cậu đã quên ngay được. Cậu là đồ vô ơn. Chúng tôi một lòng theo cậu, bảo vệ đôi chân cho cậu. Vậy mà cậu không hề quý trọng, mà chỉ mê những thứ mới thôi. Cậu từng khen ngợi, từng vuốt ve, lau chùi chúng tôi chu đáo biết nhường nào. Vậy mà giờ đây, cậu lại chả thèm ngó ngàng. Khi có thêm những đôi giày mới,
cậu không coi chúng tôi là bạn nữa sao? Thì ra, cậu chủ là người như vậy. Cậu làm tôi thất vọng quá. Chúng tôi sẽ rời xa cậu để đi tìm người nào biết trân trọng chúng tôi. Để xem, không có chúng tôi, cậu sống như thế nào? Không, không, đừng đi mà. Ôi, giày của tôi. À, đau quá. Thì ra, không có giày lại khổ sở như vậy. Mình là một người chủ tồi. Các cậu vì bảo vệ mình mà phải chịu trầy xước đau đớn, bị vấy bẩn. Thế mà mình lại không hiểu, lại còn chê bai. Xin lỗi, các cậu quay lại đi, đừng rời xa tớ. Mít ơi Mít, con mơ gì đấy? Dậy đi con, sao con lại ngủ ở đây? Ơ, thì ra chỉ là giấc mơ. Mình cứ tưởng... Mình hiểu rồi, mình không nên có những thứ mới mà quên đi cái cũ. Phải biết trân trọng những gì đang có. Mẹ ơi, con yêu những đôi giày này. Hôm nay chủ nhật, con sẽ vệ sinh hết chỗ giày này. Từ mai, mỗi ngày con sẽ đi một đôi. Cô giáo chủ nhiệm. Các em chú ý, cô Hoa bị ốm nên không thể lên lớp được. Sáng nay các em tự học nhé. Buổi chiều và ngày mai các em nghỉ. Tới ngày kia nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên dạy thay. Các em đi học bình thường. Ê, tớ bảo này, chiều nay rủ mấy đứa lập nhóm đi đá bóng đi. Gần nhà tớ có sân bóng mới, đá thích lắm. Được, được, tớ sẽ rủ thêm mấy bạn nữa cùng chơi. Các bạn chú ý, chiều nay lớp ta sẽ đi thăm cô Hoa. Các bạn tập trung ở cổng bệnh viện lúc 2 giờ chiều. Trước khi đi, mọi người nhớ xin phép bố mẹ nhé. Ừ nhỉ, chiều nay chúng ta sẽ đi thăm cô Hoa. Rồi mai hoặc là cuối tuần mới đi đá bóng nha. Ơ, lúc nãy cậu vừa đồng ý là đi đá bóng rồi cơ mà. Ờ, thì cậu là học sinh giỏi, được cô quan tâm nên cậu phải đi thăm cô là đúng rồi. Cậu đi đi, từ nay tớ không chơi bóng với cậu nữa. Cô Hoa là cô chủ nhiệm của chúng mình. Cô ốm, chúng mình phải đi thăm cô chứ. Sao cậu lại nói như thế được? Cô chỉ quan tâm những đứa học sinh giỏi như cậu thôi. Học hành làng nhàng như tớ thì cô đâu có để ý mà đi thăm cô làm gì. Sắp tới có giải bóng đá giữa trường ta với trường tiểu học Ban Mai. Lớp ta sẽ chọn 3 bạn nam vào đội bóng của trường. Trước tiên, cô lấy tinh thần xung phong. Mình chơi đá bóng giỏi nhất lớp, chắc cô Hoa sẽ chọn mình thôi. Cô rất vui vì các em đã nhiệt tình. Nhưng lớp ta chỉ 3 bạn được tham gia thôi. Quân, Khang và Khánh sẽ tham gia đội bóng của trường nhé. Thưa cô, tại sao cô lại chọn các bạn ấy mà không phải là em? Rõ ràng là em chơi bóng giỏi hơn các bạn ấy. Lúc nào cô cũng thiên vị hết. Sơn về nhà chép phạt 5 lần, Hoàng chép 10 lần. Ngày mai nộp lại cho cô, hai bạn rõ chưa? Thưa cô, tại sao em và bạn Sơn cùng mắc một lỗi như nhau? Vậy mà cô chỉ phạt bạn ấy phải chép 5 lần, còn em lại chép những 10 lần. Có phải tại cô ghét em nên lúc nào cô cũng thiên vị các bạn khác? Cô phạt bạn Sơn chép phạt 5 lần bởi vì bạn ấy mắc lỗi lần đầu. Còn em còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em không học thuộc bài rồi không? Cảm ơn các em đã tới thăm cô nha. Thời gian tới cô không thể lên lớp. Nhà trường sẽ sắp xếp thầy cô giáo khác dạy lớp ta. Các em nhớ ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ nghe chưa? Dạ, chúng em nhớ rồi ạ. Còn nữa, trong thời gian không có cô ở trên lớp, hai em Lan và Quân nhớ để ý, nhắc nhở và giúp đỡ bạn Hoàng nhé. Cô cứ yên tâm, chúng em sẽ giúp đỡ bạn ấy ạ. Các em à, hôm nay cô rất vui vì các em đã tới thăm cô. Nhưng cũng muộn rồi, các em nên về kẻo bố mẹ lo lắng đấy. Cô ơi, cô đừng lo, chúng em xin phép bố mẹ rồi ạ. Chúng em ngồi chơi với cô một lúc nữa, đợi bố mẹ đến đón luôn. Alo, dạ đúng rồi, có chuyện gì vậy chị? Lúc chiều tôi đến đón cháu Hoàng mới biết lớp cháu được nghỉ từ sáng. Nhưng tới giờ cháu còn chưa về, tôi và bố nó lo quá. Tôi biết là cô đang bệnh, nhưng cô làm ơn giúp chúng tôi với. Dạ được rồi, anh chị cứ bình tĩnh, đừng có lo lắng quá. Tôi sẽ nghĩ cách bây giờ đây ạ. Mẹ bạn Hoàng vừa gọi, không biết Hoàng đi đâu mà giờ này vẫn chưa về tới nhà.
có em nào biết chiều nay bạn ấy đi đâu không? Dạ lúc sáng bạn ấy có rủ em chiều nay đi đá bóng, không biết bạn ấy có ở ngoài sân bóng không nữa. Thôi được rồi, bây giờ sắp tới giờ bố mẹ đến đón các em rồi. Các em ngồi đây đừng có chạy lung tung nhé, cô sẽ đi tìm Hoàng. Cô ơi, chúng em cũng muốn đi tìm bạn Hoàng nữa, cô cho chúng em đi với. Không được, bố mẹ các em tới đón không thấy các em lại lo, cô sẽ có cách, các em cứ yên tâm đi. Không biết thằng bé đi đâu được nhỉ? À, mình nhớ ra rồi. Mỗi khi buồn, em thường ra góc công viên ngồi để hồi tưởng lại những lần bố mẹ đưa em tới đây chơi hồi còn bé. Lúc đó thật sự em rất hạnh phúc. Cầu mong là em ấy sẽ tới đó. Trên đời này chẳng có ai yêu quý, chẳng có ai quan tâm mình cả. Mình chưa bao giờ được coi trọng hết. Cô giáo thì ghét mình, còn bố mẹ thì... Bố ơi, cuối tuần lớp con tổ chức đi tham quan, có cả phụ huynh đi nữa. Bố đi cùng con nhé. Ừ, con bảo mẹ đi. Cuối tuần bố có việc quan trọng cần phải làm rồi. Anh đi đi, cuối tuần em cũng bận, mà việc của em còn quan trọng hơn việc của anh nữa. Hoàng, Hoàng à. Ôi may quá, tìm thấy em rồi. Cô. Em có biết bố mẹ và cô lo cho em nhiều lắm không? Sao giờ này em vẫn chưa về nhà thế hả? Tại em nghĩ chẳng có ai quan tâm tới em cả. Hoàng này, mỗi người có cách thể hiện sự quan tâm khác nhau. Chắc em cũng nghĩ cô không hề quan tâm em đúng không? Nhưng từ trước tới nay, em mới chính là học sinh cô quan tâm nhiều nhất lớp đấy. Hoàng cũng xung phong ư? Đúng rồi, cậu bé chơi bóng rất giỏi. Nhưng dạo này cậu bé học rất yếu. Mình phải để cậu bé tập trung học hành mới được. Mình phải nghiêm khắc hơn với Hoàng. Cậu bé rất thông minh nhưng lại bướng bỉnh. Chỉ có cách phạt nặng thì lần sau cậu bé mới không tái phạm nữa. Cô xin lỗi vì đã thể hiện sự quan tâm không đúng cách với Hoàng. Nhưng Hoàng này, em đừng có nghĩ là cô thiên vị hay không yêu thương em như các bạn trong lớp nữa nhé. Giờ em đã hiểu rồi. Em cũng xin lỗi vì đã thật ích kỷ. Em đã không ngoan, khiến cô phải lo lắng nhiều. Từ nay em sẽ chăm học tập và nghe lời cô ạ. Được rồi. Bố mẹ em ở nhà đang lo lắng cho em lắm đi. Chúng ta mau về thôi. Báo tường và chiếc tẩy nghịch ngợm. Tớ đã bảo bông hoa này cậu phải tô màu đỏ. Sao cậu lại tô màu tím thế này? Sai hết cả rồi. Tớ quên mất. Để tớ tô lại. Tớ đã bảo ngay từ đầu rồi, thế mà vẫn quên. Thôi, cậu tránh sang một bên đi. Thôi nào. Chúng mình là một nhóm mà, cùng làm báo tường với nhau, sao lại cãi nhau thế? Cậu thì hay ho lắm. Bức tường này tớ đã bảo cậu tô màu nâu, sao lại tô màu vàng thế này? Cậu tô sai hết cả rồi. Nhưng bức tường của trường mình màu vàng mà. Màu vàng tô ở chỗ này không hợp. Cậu xem, nhìn có chói chang không chứ? Tớ bảo tô thế nào thì các cậu cứ tô thế đi. Trong các cậu có ai từng học vẽ từ 5 tuổi như tớ không mà. Thôi, tờ báo tường này để tớ vẽ một mình đi. Các cậu cứ ngồi chơi rồi chờ nhận điểm 10 là được. Nhưng cô bảo phải làm nhóm mà. Tớ làm một mình còn nhanh và đẹp hơn. Thế nhé. Duy ơi, đi ngủ đi con, khuya rồi đấy. Dạ. Tờ báo tường mình vẽ đâu rồi nhỉ? Duy ơi, nhanh xuống ăn sáng còn đi học con. Dạ. Rõ ràng hôm qua mình vẽ xong rồi mới đi ngủ mà. Duy. Ôi, các cậu đấy hả? Vẽ xong báo tường chưa? Chiều mai nộp rồi đấy. Tất nhiên là xong rồi. Duy ơi, đi ngủ đi con. Dạ, con sắp xong rồi mẹ ơi. À, bắt được rồi nhé. Sao cậu lại tẩy hết tranh của tớ đi thế? Vì cậu vẽ sai hết cả rồi. Sai là sai thế nào? Tớ chẳng vẽ sai bao giờ. Cậu xem, cây phong này, tớ vẽ chính xác đến cả chiếc gân lá. Rồi đây, trong lớp học, tớ vẽ đủ 31 bạn. Lớp tớ có 31 bạn mà lại.
cô giáo thì mặc áo dài đang giảng bài. Cậu bảo tớ vẽ sai chỗ nào? Nhưng trường cậu làm gì có cây phong? Thì tớ vẽ cây phong cho nó đẹp. Nhưng đó đúng là cây phong đấy, không sai đâu. Trường cậu có một cái ao nhỏ, trong ao có hoa súng màu tím mà. Nhưng màu tím tớ thấy đặt ở đây không hợp. Phối màu thế tớ thấy quê quê. Cậu vẽ bạn nào đây? Tân đấy, Tân ngồi đầu bàn. Trong Tân rất hiền lành mà, đâu phải thế này. Thế hả? Còn đây là ai? Là Minh. Minh mà gầy như con mắm thế này hả? Quả mơ. Cậu nhận vẽ báo tường chủ đề trường tôi, lớp tôi, mà cậu lại vẽ đâu đâu thì rõ là sai rồi. Chiều mai tớ phải nộp báo tường rồi, phải làm sao đây? Kệ cậu. Tớ phải vẽ những gì thì cậu mới không tẩy đi. Cậu nhớ xem lại Tân trông thế nào, Minh trông thế nào. Cô giáo có đúng là mặc áo dài giảng bài không? Còn cái ao ở sân trường cậu, cậu đã bao giờ ra đó chơi chưa? À, có lần bọn tớ đứng chơi gần ao, Tân bị trượt chân ngã xuống ao. Lúc lên bờ, trong túi quần cậu ấy có một con ếch, rồi con ếch cứ nhảy theo cậu ấy về nhà, buồn cười lắm. Cậu hãy vẽ những gì thật cần gửi với cậu. Đây là báo tường mà, để trường mình lớp mình mà. Nơi đó đâu có xa xôi, nó ở ngay gần cậu. Tuy bình dị, mộc mạc, nhưng là nơi cậu cùng các bạn học bài, cùng chơi đùa, cùng vui vẻ. Tân ơi, Minh ơi, đợi tớ với. Duy hả? Các cậu ơi, báo tường ấy, tớ vẫn chưa tô màu xong đâu, tớ xin lỗi nhé. Thế ra chơi, bọn mình cùng tô. Cảm ơn các cậu. Giống thật. Tân còn nhớ con ếch, bạn thân của cậu không Tân? Sao mà quên nổi. Nó theo tớ vào tận phòng ngủ, tối đến là nó kêu. Cả nhà tớ một dạo mất ngủ vì nó đó. Cậu đây này Tân, trông đúng là tớ thật, mày mũi sáng láng ghê. Còn cậu đây này, để tớ tô cậu mặc áo hồng nhé. Này, tớ có mặc áo hồng bao giờ đâu. Kệ cậu, tớ cứ tù thế đi. Không ai sống một mình được, chúng ta sống bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, trách nhiệm, nỗi lo lắng, cùng chia sẻ những kỷ niệm và những nơi thân thương nhất của chúng ta. 7 điều ước. Ngày xưa có hai vợ chồng bác nông dân sinh được hai người con trai. Người anh thì tham lam, lười biếng, còn người em thì thật thà, tốt bụng, chăm chỉ. Khi cha mẹ còn sống, người anh chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời, anh ta chỉ biết sống dựa dẫm vào người em. Sao anh không chịu kiếm một công việc để làm đi? Suốt ngày rượu chè thế này thì làm gì có tương lai chứ? Tương lai ư? Ở cái nhà tranh tồi tàn, nghèo túng này, anh còn mong mỏi gì đến tương lai nữa? Tương lai của chúng ta toàn màu u ám thôi. Nếu anh chăm chỉ làm lụng, kiểu gì tương lai anh cũng tươi sáng. Đằng này, anh lại suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Đợt rồi, cũng may em tích góp đủ tiền để chuộc lại căn nhà tranh này của bố mẹ. Nếu không thì chúng ta không có chỗ để mà ở nữa rồi đó. Quái lạ, sao mãi vẫn không kéo được con cá nào nhỉ? Hy vọng mẻ này sẽ được đầy cá. Hôm nay có vẻ là ngày không may mắn của mình rồi. Thôi được rồi, mình sẽ thử nốt lần này. Nếu không được nữa thì mình sẽ dừng. Ui, nặng quá. Chắc hẳn mẻ này được nhiều cá lắm đây. Nàng là ai? Sao lại ở trong vó của ta? Thiếp vốn là tiên nữ trên trời. Một hôm thiếp xuống sông tắm, chẳng may đã bị con trai vua Thủy Tề bắt làm vợ. May nhờ chàng kéo vó mà thiếp mới thoát được lên bờ. À, ra là vậy. Chàng đã cứu thiếp, và để đền ơn chàng, thiếp sẽ ban tặng cho chàng 7 điều ước. 7 điều ước? Đúng vậy. Và nếu chàng muốn cho ai điều ước, thì chàng chỉ cần đặt tay lên đầu người đó. Mỗi lần đặt tay lên đầu là một điều ước.
cô gái, nàng đâu rồi? Ôi, là thật hay là mơ đây? Dù gì thì anh cũng là anh trai của em. Anh lớn hơn em, nên sẽ có rất nhiều việc phải ước. Em cho anh 4 điều ước nhé. Dạ, được thôi. Ta ước có một biệt phủ nguy nga, lộng lẫy chứa đầy vàng bạc châu báu. Ồ, là thật sao? Biệt phủ này là của ta, là điều ước của ta. Em cũng hãy về kia, ước có một biệt phủ tráng lệ như ta đi. Hai anh em ta sẽ cùng sống những ngày tháng giàu sang, ngập trong nhung lụa. Tôi chỉ mong có một ngôi nhà vững chãi để thay cho ngôi nhà đã dột nát kia. Và điều ước thứ hai là có một mảnh ruộng tốt để cày cấy. Thế này là đủ rồi. Mình sẽ vẫn tiếp tục với công việc đánh cá để kiếm sống qua ngày. Còn điều ước thứ ba, mình sẽ để dành đến lúc thật cần thiết. Sống trong cảnh giàu sang thật là sướng quá đi. Cũng may, ta đã dành điều ước thứ hai để ước hàng xóm láng giềng biến mất hết, để không ai có thể làm phiền ta nữa. Ngày trước ta nghèo khó thì không ai giúp, giờ thấy ta phát lên rồi thì liên tục đến làm phiền ta, thật là khó chịu. Nhưng sống một mình thế này mãi cũng chán. À đúng rồi, thấy các cụ hay nhắc đến chị Hằng, chú Cụi, mà mình thì chưa bao giờ được nhìn thấy họ. Nhân cơ hội này, mình ước được lên cung trăng chơi cùng họ. Đây là cung trăng ư? Kia là... Đây đích thị là chú Cụi rồi. Đúng, ta là Cụi đây. Ở nơi này mọi thứ đều khó kiếm. Anh muốn no bụng thì phải bổ củi mới có cơm để ăn. Bổ củi mới có cơm ư? Sao tôi bổ nhiều thế này mà mãi chẳng thấy cơm đâu hả Cụi? Tôi bảo anh bổ cây lấy củi, chứ có bảo anh bổ củi lấy cơm đâu. Thôi, anh mài hòn đá to này ra lấy bột ăn cho đỡ đói. Mài đá ra bột? Mài đá ra bột? Ôi, chán quá, thế này sao mà ăn được hả Cụi ơi? Anh ngốc thật đấy, tôi nhờ anh mài hộ tảng đá để làm bàn cờ, chứ bột đá thì làm sao có thể ăn được. Cụi lừa tôi? Thì tôi vốn là Cụi mà, sao lại đi tin lời Cụi chứ? Ở đây chán rồi, ta ước được đến xứ sở mặt trời. Ôi, nóng quá! Sao xứ sở mặt trời lại nóng thế này chứ? Thế này làm sao mà sống được? Chi bằng trở về mặt đất sống cho rồi. Nhưng mình đã ước hết rồi, làm thế nào để trở về mặt đất đây? Ôi, nóng quá! Không được, mình phải trở về. À! Anh tỉnh lại đi, anh ơi! Không thở, trời ơi, anh mình chết rồi sao? Không được, anh ơi, anh tỉnh lại đi! Anh tỉnh lại đi, sao lại ra nông nỗi này? Ai cứu anh tôi với! Đúng rồi, mình còn một điều ước của nàng tiên ban cho, mình sẽ dành điều ước này cho anh. Điều ước cuối cùng, tôi ước anh tôi được sống lại. Anh tỉnh lại rồi hả? Ôi, anh tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa chứ. Thật may là anh đã trở về. Bao ngày nay anh mất tích, anh có biết em lo lắng cho anh lắm không? Anh xin lỗi. Cũng tại anh, do anh tham lam, lười biếng, nhưng lại muốn sống sang giàu, suýt chút nữa đã tự hại bản thân mình rồi. Anh thật là xấu hổ. Không sao đâu anh, anh đã trở về, đã sống lại. Chỉ cần anh bỏ rượu chè, chăm chỉ làm lụng, kiểu gì cũng có ngày hai anh em mình được sống hạnh phúc và vui vẻ. Nhất định rồi, anh hứa, từ nay anh sẽ chăm chỉ làm ăn.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.